Chào bà con cô bác, thì hôm nay mình đang đi ở Vĩnh Long nè, gần cái chỗ bến sông Tiền á, thì mình thấy ở đây gần cái quán cà phê này gọi là quán cà phê Hoa Nắng á, thì nó cũng có quá trời cái con sông này, quá trời chim cò luôn, rất là đẹp, nên giới thiệu bà con theo dõi cho vui nha. Ôi nó đẹp quá lắm rồi con ơi, miếng cò quá trời. Ăn cá gì. Bảy giờ sáng nè, bảy lắm, bảy lắm. Bảy giờ sáng nè. Má bây xanh bảy vậy đó. Ngày bảy lắm, bảy. Bảy giờ sáng. Ăn cá cơm quá trời luôn á. Quá trời đẹp luôn. Cá cơm, nó ăn cá cơm dữ lắm. Ở dưới đó là cá gì? Cá cơm anh. Mùa này là tháng giêng là cá cơm. Dữ vậy. Rồi cá cơm này kéo một lưới là đầy luôn á. Vớt thôi nhiều. Sông này khủng khiếp vậy trời. Này sông cái mà hả ta? Nhắn cái sông Mekong mà. Sông Hậu là mình câu có cá không? Có nhưng mà nó ít ra nữa. Qua câu được con cá lăng, con cá rô biển. Nó dùng vậy thôi chứ này mà... ngồi coi. Nhà không kịp bán luôn. Không nhận nhìn thấy mê thiệt chứ. Ôi quá trời mà cò luôn mà con ơi. Ở cặp tới bên đây là cà phê Hoa Nắng ở sông Tiền á. Ôi cò dầm thấy ham luôn trời. Đến đây thì Nguyễn Thừa xin chân thành cảm ơn bà con đã xem video của Nguyễn Thừa hôm nay và hẹn bà con trong một video tiếp theo. Thân mến, kính chào.